3 tháng trước đây, Hồ Ngọc Hương hay còn gọi là Út Hương đã được Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam thực hiện ca phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ thần kinh khổng lồ trên mặt. Sau 3 tháng thực hiện ca đại phẫu cắt bỏ 90% khối u khổng lồ đó, Út Hương đã có cuộc thăm khám với tiến sĩ bác sĩ Richard Huy tại Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam. Tại cuộc thăm khám đó, tiến sĩ bác sĩ Huy đã đánh giá Út Hương có quá trình hồi phục tốt và đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục thực hiện phẫu thuật lần 2. Lúc mà sau khi phẫu thuật người qua ngày thứ 2, mình tự soi gương, khi nhìn vào gương, gương mặt của mình khô cũng không còn nữa, mình rất là hạnh phúc. Lúc đó là mình rất tự khóc, khóc mà cảm xúc mình rất là hạnh phúc khi mà không còn khô. Mình nghĩ tới cuộc sống của mình chắc có thể hoàn thiện hơn, tốt hơn. Để ca phẫu thuật lần 2 của Út Hương diễn ra được thuận lợi, tiến sĩ bác sĩ Richard Huy cùng toàn bộ ekip bác sĩ phẫu thuật đã thăm khám, hội chẩn và đo vẽ trực tiếp cho Út Hương. Không khí của buổi hội chẩn trực tiếp này vô cùng căng thẳng. Mặc dù đã trải qua cuộc đại phẫu lần 1, nhưng tính chất quyết định của cuộc đại phẫu lần 2 này cũng vẫn vô cùng quan trọng. Chính vì thế mà tâm trạng của Út Hương cũng không tránh khỏi những âu lo và hồi hộp. Đặc biệt hơn, Út Hương cũng không quên dành lời cảm ơn tới tiến sĩ bác sĩ Richard Huy, người đã mang lại cho chị hy vọng vào cuộc sống ngày hôm nay. Bác sĩ Richard Huy là một người rất là tốt, rất là dùng hết tâm huyết, rất là thân thiện khi tư vấn cho mình. Dành hết tâm huyết hỗ trợ cho mình tư vấn những chi tiết rất là cặn kẽ. Bác sĩ Huy là một người rất là có tâm, có tầm. Mình rất là yêu quý và mến mộ các bác sĩ Huy, Chính Huy và các bác sĩ ở đây. Cùng chúc cho ca phẫu thuật của Út Hương sẽ diễn ra thành công. Đừng quên đăng ký kênh của Bệnh viện Thẩm mỹ Cang Nam để cùng đồng hành với Út Hương tìm lại một nửa khuôn mặt. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.